Âm Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, vào thời điểm này là 4 giờ 15 phút buổi chiều ngày 26 tháng 8 năm 2018. Cửa hàng Âm Thanh Hạnh rất vinh dự được đón anh Nguyễn Văn Phương, anh đến từ Cẩm Giàng, Hải Dương. Vâng, đây là anh Phương. Vâng, hôm trước anh có về cửa hàng Âm Thanh Hạnh cũng đã sắm cho mình một cặp loa Jeff Win Vega VS120. Vâng, cho người anh em. Vâng, hôm nay anh về cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh sắm tiếp cho mình một cặp loa Sequin Vega AT12. Vâng, loa được sử dụng 3 đường tiếng. Loa đang mất quý vị và các bạn. Vâng, bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thì vẫn còn rất nhiều các sản phẩm đang chờ những cuộc điện thoại của quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc. Vâng, bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh cung cấp những sản phẩm chính hãng, những sản phẩm chất lượng tốt nhất để phục vụ cho quý vị và các bạn có niềm đam mê tao nhã. Vâng, cặp loa Sequin Vega AT12 của ngày hôm nay của anh Phương, anh đến từ Cẩm Giàng, Hải Dương. Vâng, mỗi một vị khách đến với cửa hàng và lựa chọn được những sản phẩm bên cửa hàng Âm Thanh Hạnh cung cấp thì cửa hàng xin quay một clip ngắn vừa là quảng cáo tất cả các sản phẩm bên cửa hàng Âm Thanh Hạnh, vừa là quảng cáo những vị khách đã đến cửa hàng và lựa chọn những sản phẩm mà quý khách hàng đã đặt niềm tin bên cửa hàng. Vâng, nhiều lắm các bạn. Vâng, cặp loa Sequin Vega AT12 cũng đã có chủ theo anh Phương về Cẩm Giàng, Hải Dương ngày 26 tháng 8 năm 2018. Vâng, mọi chi tiết về tất cả các sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cặp loa Sequin Vega là sản phẩm thứ 7 rời khỏi cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh trong ngày 26 tháng 8 năm 2018. Vâng, cửa hàng cảm ơn những vị khách quý rất nhiều đã luôn đặt niềm tin bên cửa hàng và lựa chọn những sản phẩm mà quý khách hàng yêu thích. Vâng, những cặp loa Sequin Vega bên cửa hàng vẫn còn. Chị Hà đây vậy? Chưa đâm thanh cổ còn đấy rồi đây vậy? Vâng. Hiện diện cửa hàng vẫn còn một đoàn khách. Chưa đâm thanh ngắm những sản phẩm mà quý khách yêu thích. Vâng, Âm Thanh Hạnh xin dừng clip tại đây để đóng hàng cho anh Phương được về với gia đình mình trong buổi chiều này được sớm hơn. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Các bạn đã đi nghe.